Rất cảm ơn và xin kính chào quý vị đến với cập nhật mới nhất về những vấn đề nóng của thế giới trên kênh YouTube Báo điện tử VTC News. Ngay sau đây là nội dung chi tiết. Theo Reuters, cơ quan phòng vệ Đài Loan Trung Quốc hôm mùng 3 tháng 5 cho biết, họ đã phát hiện hoạt động của máy bay chiến đấu Trung Quốc trên khu vực eo biển Đài Loan. Cùng thời điểm, hải quân Trung Quốc cũng đang tập trận với tàu đổ bộ trong khu vực. Cụ thể, 14 máy bay chiến đấu Trung Quốc đã vượt qua cái gọi là đường trung tuyến trên eo biển Đài Loan tiếp cận thành phố Cảng Cơ Long ở khoảng cách gần nhất là 41 hải lý, tương đương 76 km. Cảng Cơ Long nằm ở phía đông bắc đảo Đài Loan là nơi đồn trú của một căn cứ hải quân lớn. Đường trung tuyến được sử dụng làm ranh giới không chính thức trên eo biển Đài Loan. Thời gian gần đây, máy bay quân sự Trung Quốc thường xuyên đi qua đường này. Trung Quốc tuyên bố họ không công nhận sự tồn tại của khái niệm này. Đài Loan hôm 2 tháng 5 cho biết Trung Quốc đã thực hiện cuộc tuần tra sẵn sàng chiến đấu chung gần hòn đảo này lần thứ hai chỉ trong một tuần. Cùng ngày, Bộ Tư lệnh Chiến khu miền Đông của quân đội Trung Quốc, cơ quan chịu trách nhiệm về khu vực xung quanh Đài Loan đã công bố hình ảnh trên WeChat về các tàu đang thực hiện cái mà họ gọi là cuộc tập trận đổ bộ chiến đấu thực tế. Lãnh đạo cơ quan an ninh Đài Loan vừa qua cho biết họ đang cảnh giác trước việc Trung Quốc tiến hành các cuộc tập trận quân sự gần lễ nhậm chức của lãnh đạo Lại Thành Đức vào cuối tháng này. Quan chức này còn tiết lộ Trung Quốc đã bắt đầu sử dụng các chiến thuật mới bất thường từ tổ chức các cuộc tuần tra chiến đấu vào ban đêm cho tới sử dụng tàu đổ bộ và tàu quét mìn. Ông lại có quan điểm tương tự lãnh đạo đường nhiệm Thái Anh Văn bác bỏ các tuyên bố chủ quyền của Bắc Kinh, cho rằng chỉ người dân trên đảo mới có thể quyết định tương lai của họ. Trong khi đó, Chen Binhua, người phát ngôn của văn phòng các vấn đề Đài Loan của Trung Quốc vừa qua tuyên bố, thống nhất hòa bình và mô hình một quốc gia hai chế độ là đường lối chính sách chính mà chúng tôi theo đuổi nhằm giải quyết vấn đề Đài Loan. Đây là cách tốt nhất hướng tới thống nhất với Đài Loan ông chen cảnh báo tuy nhiên chúng tôi không bao giờ cam kết rằng chúng tôi sẽ kiềm chế sử dụng vũ lực vì chúng tôi có quyền sử dụng tất cả các biện pháp cần thiết theo chính trị gia trung quốc cách tiếp cận như vậy nhằm chống lại sự can thiệp của các thế lực bên ngoài và một nhóm rất nhỏ những người ủng hộ ly khai đài loan ngoài ra ông chen còn mô tả tình hình hiện tại ở eo biển đài loan là khó khăn và nghiêm trọng tuy nhiên ông nói thêm bắc kinh có đủ quyết tâm và khả năng để ngăn chặn mọi âm mưu ly khai và bảo vệ chủ quyền đất nước Bộ trưởng Quốc phòng Anh Grand Sap trong chuyến thăm nhà máy MBDA nơi sản xuất tên lửa Storm Shadow cho biết Italia cũng đã gửi những quả đạn này tới Ukraine, tuyên bố trên chính thức xác nhận điều mà tình báo quân sự Nga đã biết từ lâu. Vương quốc Anh trước đó đã thông báo chuyển giao nhiều tên lửa Storm Shadow cho Ukraine và Pháp cũng viện trợ phiên bản riêng của họ, được gọi là scarp eg Tuy nhiên, Italia từ chối tiết lộ bất kỳ chi tiết nào về lô hàng vũ khí và ngay cả sau lời nói của ông Sharp, đại diện Bộ Quốc phòng Italia vẫn từ chối bình luận chính thức về thông tin trên. Italia lần đầu tiên mua Storm Shadow từ nhà sản xuất MBDA của châu Âu vào năm 1999 và nhận được khoảng 200 quả tên lửa. Roma đã sử dụng chúng trong quá trình can thiệp quân sự vào Libya năm 2011. Tới tháng 1 năm nay, quốc hội Italia đã bỏ phiếu gia hạn cung cấp vũ khí cho Ukraine đến hết năm 2024. ấn phẩm Infarto quotidiano của Italia viết rằng tuyên bố của Bộ trưởng quốc phòng Anh Sharp rất quan trọng vì ít nhất 3 lý do. Trước hết, nó cho phép chúng ta hiểu những loại vũ khí cụ thể mà Italia đã gửi cho Ukraine. Bộ trưởng Quốc phòng của chính quyền Roma, ông Guido Crosetto, đã hứa sẽ công khai bản danh sách này nhưng vẫn chưa thực hiện. Thứ hai, chính phủ Italia đã tuyên bố rằng họ sẽ không cung cấp vũ khí tầm xa cho lực lượng vũ trang Ukraine để tấn công vào phía sau phòng tuyến của Nga. Trước đó, cả Bộ trưởng Quốc phòng Crosetto và Ngoại trưởng Antonio Tajani đều nhiều lần tuyên bố rằng số vũ khí được chuyển giao cho Ukraine sẽ chỉ được sử dụng cho hoạt động phòng thủ, chứ không phải để tấn công. Nghĩa là chính phủ Italia bằng lời nói tôn trọng danh giới đỏ vốn ban đầu phổ biến đối với nhiều nhà lãnh đạo châu Âu. Nhưng sau đó, các chính trị gia theo chủ nghĩa dân túy bắt đầu bí mật vượt qua. Trong khi đó, Ngoại trưởng Anh David Cameron nói với báo giới hôm 2 tháng 5 khi tới thăm Ukraine, anh sẽ viện trợ 3,74 tỷ đô la Mỹ mỗi năm cho Ukraine đến khi nào còn cần thiết chúng tôi đã dốc hết số thiết bị quân sự có thể cung cấp cho Kiev. Thêm rằng, đây là cam kết viện trợ lớn nhất của London dành cho nước này từ đầu xung đột. Ông cho hay, một số trang thiết bị sẽ đến Ukraine trong lúc tôi đang ở đây. Ngoại trưởng Cameron cũng khẳng định, Ukraine hoàn toàn có quyền sử dụng vũ khí mà anh cung cấp, trong đó có tên lửa tầm xa Storm Shadow để tập kích mục tiêu trên lãnh thổ Nga. Ông nói, Ukraine có quyền đó, giống như việc Nga đang tập kích lãnh thổ Ukraine chúng ta có thể hiểu vì sao Kiev lại cảm thấy cần phải tự vệ. Đây là lần đầu tiên giới chức Anh công khai tuyên bố ủng hộ Ukraine dùng khí tài do London viện trợ để tấn công lãnh thổ Nga. Ông Cameron tháng trước bảo vệ việc Ukraine tập kích hạ tầng năng lượng nằm sâu trong lãnh thổ Nga, khẳng định nước này đang tự vệ, song không đề cập việc sử dụng khí tài do Anh cung cấp. Bộ Tư lệnh Phòng không Bắc Mỹ NORAD cho biết bốn máy bay quân sự Nga bị phát hiện và theo dõi khi hoạt động gần không phận Mỹ. Cụ thể, theo tờ Newsweek, các máy bay Nga bị phát hiện trong vùng nhận dạng phòng không Aziz, Alaska hôm mùng 2 tháng 5. Mỹ theo dõi các máy bay xuất hiện trong khu vực này vì lý do an ninh quốc gia. Ngoài ra, các máy bay đi vào khu vực phải khai báo thông tin. Trong tuyên bố, NORAD cho hay bốn máy bay quân sự Nga bị phát hiện và theo dõi khi hoạt động trong vùng nhận dạng phòng không Aziz, Alaska. Các phi cơ luôn ở trên không phận quốc tế, không xâm phạm vùng trời của Mỹ và Alaska. Cũng theo NORAD, hoạt động của các máy bay Nga là thường xuyên trong khu vực và không bị coi là mối đe dọa trực tiếp. Norad cho biết họ theo dõi máy bay trong khu vực thông qua mạng lưới phòng thủ nhiều lớp gồm các vệ tinh, radar trên mặt đất và trên không cùng chiến đấu cơ. Giới chức Mỹ không tiết lộ có nhiều tiêm kích giám sát nhóm phi cơ Nga hoạt động trong Aziz hay không. Norad cho biết các hoạt động này không bị coi là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia Mỹ. Thông cáo có đoạn, Norad triển khai mạng lưới phòng thủ nhiều lớp gồm vệ tinh, radar mặt đất và trên không, cũng như tiêm kích để giám sát và chuẩn bị hành động phù hợp. Chúng tôi luôn sẵn sàng triển khai nhiều phương án phản ứng để bảo vệ Bắc Mỹ. Aziz là vùng trời do một quốc gia hoặc vùng lãnh thổ tự ấn định và buộc máy bay dân sự khi tiến vào phải thông báo, nhận dạng, xác định vị trí và chịu sự kiểm soát của quốc gia, vùng lãnh thổ đó. Aziz không phải không phận, nhưng theo thông lệ quốc tế, máy bay quân sự thường gửi thông báo trước khi tiến vào Aziz, nước khác nhằm tránh những vụ đụng độ bất ngờ. Liên quan đến vụ việc này, Trung tướng Sergei Kobilas, tư lệnh lực lượng hàng không tầm xa Nga, cho biết các máy bay ném bom Tu-95 đã thực hiện nhiệm vụ và tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc quốc tế về sử dụng không phận. Chia sẻ với đài ABC News, ông Kobilas nói, các phi công lái máy bay tầm xa thường xuyên bay qua vùng biển trung lập ở Bắc Cực, Bắc Đại Tây Dương, Biển Đen, Biển Bản Tích và Thái Bình Dương. Vào năm 2007, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã khôi phục thông lệ có từ thời Liên Xô cũ, khi điều động các máy bay ném bom thường xuyên tuần tra bên ngoài biên giới Nga. Bộ Tư lệnh Lực lượng Vũ trang Ba Lan tuyên bố các thiết bị quân sự của nước này sẽ được triển khai gần biên giới Ba Lan Nga từ ngày mùng 4 đến ngày mùng 6 tháng 5 ở tỉnh Omian, Masurian, theo một phần của cuộc tập trận Stifat Defender của NATO. Đài Sputnik của Nga dẫn thông báo của bộ cho biết trên mạng xã hội X hãy đặc biệt thận trọng trong thời gian sắp tới vì trên đường đi có thể gặp nhiều đoàn xe quân sự. Cao điểm của cuộc tập trận sẽ diễn ra từ ngày mùng 4 đến ngày mùng 6 tháng 5 tại các khu vực của các tỉnh Tây Pomeranian, Pomeranian và Oamian Masurian. Oamian Masurian là tỉnh nằm ở đông bắc Ba Lan, có biên giới giáp danh vùng Kaliningrad của Nga và biển Baltic. Vừa qua trả lời phỏng vấn kênh truyền hình TVP World ngày mùng 2 tháng 5, ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski đã nói về các ưu tiên của đất nước ông liên quan đến an ninh châu Âu. Nhà ngoại giao này đã kêu gọi thành lập một lữ đoàn hạng nặng gồm các lực lượng phản ứng nhanh của EU có khả năng ứng phó hiệu quả với các cuộc khủng hoảng bên ngoài biên giới của khối khi lo ngại ngày càng tăng về khả năng Vaksava bị Moscow tấn công trong tương lai. Vài ngày trước đó, ông Sikorsky nói rằng Ba Lan sẽ không ngạc nhiên chút nào nếu Nga tấn công. Quân đội Bà Lan cho biết trong suốt cuộc xung đột giữa Moscow với Ukraine đã có nhiều trường hợp tên lửa hành trình của Nga bắn vào miền Tây Ukraine đã đi vào không phận Ba Lan. Ngoại trưởng Ba Lan cho biết, nước này cũng cần chuẩn bị trong các lĩnh vực phòng thủ dân sự và an ninh mạng. Trước đó, Thủ tướng Donald Trump đề nghị EU tích cực suy nghĩ về cách giúp đỡ các nước láng giềng Ukraine như Ba Lan tránh bị ảnh hưởng từ xung đột. Ông nói, chúng ta cần giúp đỡ Ukraine nhiều nhất có thể, nhưng toàn bộ châu Âu cũng phải tích cực nghĩ cách giúp các nước như Ba Lan và Estonia, những quốc gia ở tiền tuyến xung đột. Ông Tusk nói thêm, nếu chúng ta là một liên minh, điều đó có nghĩa là cuộc giao tranh đang kể trước cửa và đó là lý do chúng ta phải tìm mọi cách để có thể hỗ trợ Ukraine và hỗ trợ những quốc gia dễ bị tổn thương nhất trước hậu quả của xung đột này. Ông Donald Trump kêu gọi các nước thành viên Liên minh châu Âu, EU, đầu tư nhiều hơn cho quốc phòng. Ba Lan, quốc gia ủng hộ nhiệt thành cho Ukraine, đã chi khoảng 4% GDP cho ngân sách quốc phòng, gấp đôi mục tiêu mà NATO đặt ra cho các nước thành viên. Hồi tháng 3, Thủ tướng Ba Lan cũng đưa ra cảnh báo về mối đe dọa xung đột ở châu Âu. Nói rằng đây là lần đầu tiên, kể từ khi kết thúc Thế chiến thứ hai lục địa này bước vào giai đoạn tiền chiến tranh